Tự nhiên bữa nay cúp điện, làm bây giờ phải đi ra giếng múc nước tắm. Trời đất ơi, đâu ra quá trời cá vậy? Hay trời ơi, cá ơi, cá à, cá vô chậu chàng, chàng để chàng ngắm, chàng không kho. Ê! Trời đất ơi, sao mới hát có một câu mà linh nghiệm vậy? Vậy là kể từ bây giờ, nhà mình lại có thêm một thành viên mới. Cá ơi, cá à, cá vô chậu chàng, chàng để chàng ngắm, chứ chàng không ăn. Từ ngày mà có con cá này, tự nhiên cá đợi nha, bây giờ đi làm, chiều về rồi cho ăn nữa nha. Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương quá hà, cứu người ta về đây nuôi người ta à. Hay là mình làm cái gì đó cho chàng vui được không ta? Đúng rồi, mình sẽ dọn dẹp nhà cửa cho chàng. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp nhà cửa để chàng về, chàng thấy chàng vui. Cái gì đây? À, cái remote nhát. Phật là tiếng ca, chưa một lần yêu ai, nhìn về tôi anh. Hơi lạc không? Không biết sao? Tự nhiên thấy vui, tôi muốn hát. Ôi trời lắc ơi, từ có cái đồ hồ bộ hồ sơ thôi mà cũng để quên nữa. Chết cha rồi, chàng về rồi, giờ sao đây? Phải trốn thôi. Trời đất ơi, nhớ mình giữ của lắm mà, cái chổi cất kỹ lắm mà, ai moi ra đây vậy? Alo à, dạ con biết rồi sếp ơi, sếp ơi, trời con biết rồi, con lên liền nè, về nhà kiếm cái bộ hồ sơ. Hình như là bộ hồ sơ để trên công ty. Người gì đâu duyên. Bây giờ phải làm gì đây ta? Phải làm gì cho chàng vui? À, mình sẽ ủi đồ cho chàng. Áo đây, rồi bà ủi đâu. Chàng sẽ rất là vui, chàng sẽ rất là bất ngờ nếu như mình làm như vậy. Chắc là chàng sẽ vui lắm, mình đã tạo được một cái chiếc áo mới cho chàng. Bây giờ ủi đồ xong rồi, mình sẽ làm gì đây ta? À, bữa cơm gia đình, mình sẽ có một bữa cơm gia đình. À, chiếc mết này thì phải dùng củi mới đúng không ta? Cắt củi rồi nè. À, trời, cứu tôi với! Là cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà cười. Only you can make others well. À, trái chị em. Em có thể nào nói lớn một chút được không? Trái chị em. À, trái ở đâu vậy? Trái ở đâu vậy? Trái hả? Trời lắc ơi, chết rồi. Có thể cho mượn cái tay áo không? Được. Cái bình chữa cháy để lâu quá bụi không? Xong rồi. Dập lửa chưa em? Dập rồi. Mà cô là ai? À, anh không nhận ra em hả? Em là ai? Anh kỳ lắm. Em là nàng tiên cá. Bà xạo quá. Bà xạo gì, ta nói chuyện với cha. Cái nàng tiên cá, cái thời buổi bây giờ làm gì có nàng tiên cá. Tin không? Không bao giờ tin được. Tin, là cho tin nè. Đâu, làm gì? Biến. Tin chưa? Trời đất ơi, bà ngoài đời mà bà lớn mà bà vô trong này bà vừa y luôn ha, còn có chút xíu vậy. Thì người ta là tiên cá mà. Oh, what the? Trời ơi, làm hết hồn mà cha. Thì là viễn tưởng. Có gì đâu. Trời đất ơi, vậy là nàng tiên cá thiệt á hả? Tại vì chàng biết sâu hôn, chàng đã cứu mạng của thiếp, nên là thiếp muốn trả ơn chàng bằng cách là thiếp đã dọn dẹp nhà cửa cho chàng. Vậy là cái vụ án hồi nãy là nàng gây ra. Đúng rồi, thiếp muốn nấu cơm cho chàng, cho nên thiếp đã đốt lửa để nấu cơm cho chàng đó. Nhưng mà thật không may, nó bị cháy. Sao xạo đốt lửa, có làm gì có củi mà đốt lửa. Trời ơi, không có sáng tạo gì hết trơn á. Hồi nãy á, chàng đi vô nhà, chàng không thấy là chàng bước vô nhà nhanh hơn 5 giây hả? Hèn gì hồi nãy bước vô nó rất là thoải mái, nó không có vướng cái gì luôn á. Đúng rồi. Cửa người ta mà bà chặt ra mà đi làm củi mà đốt luôn hả? Chàng có thích không? Bà có thấy ai đốt nhà xong mà kêu thích không? Thì chỉ muốn là tạo niềm vui cho chàng thôi. Không vui một chút nào cả. Nếu như mà chàng không vui á, thì
Tiếp, tiếp sẽ đi. Tiếp đi cho chàng vừa lòng hả dạ? Đừng. Vậy là chàng muốn tao ở lại đúng không? Đúng. Tuy ở trong cái ngôi nhà này nàng không làm được gì, nhưng ta vẫn muốn nàng ở lại để... Nhưng mà chàng có chắc là chàng sẽ giữ tao ở lại được không? Dĩ nhiên là được rồi. Ta cầm cái này bây giờ nàng bơi đi đâu? Không có chỗ bơi nàng sẽ chết. Chàng thiếp thích. Để giữ được vây của nàng tiên cá ở lại thì mình phải dùng ngôi nhà của nàng tiên cá để biến thành một cái hũ kẹo như thế này. Đây chính là hũ kẹo người tuyết. Những dụng cụ cần có: hồ cá nhỏ, chậu cây nhựa nhỏ, bút lông màu, màu sơn, vải nỉ nhiều màu, giấy xốp nhiều màu, nút nhựa trang trí, kẽm lông màu và hai bông tròn làm từ kẽm màu. Cách làm: bước 1, dùng khăn giấy lau sạch hồ cá rồi để khô. Dùng bút lông màu vẽ lên lọ thủy tinh gương mặt của chú người tuyết vui vẻ. Bước 2, phủ một lớp sơn màu trắng lên chiếc chậu nhỏ đã chuẩn bị sẵn và để khô nó. Bước 3, sau đó ta dùng súng bắn keo dán nối chiếc lọ thủy tinh và chậu nhựa đã được trang trí nhiều màu sắc. Bước 4, tiếp đến, ta tiến hành trang trí cho phần thân của người tuyết với chiếc khăn choàng bằng vải nỉ. Sau đó, điểm thêm những nút nhựa xinh xắn như thế này đây. Bước 5, ta tiến hành làm thành chiếc nón cho chú người tuyết. Ta tiến hành đo diện tích miệng lọ thủy tinh. Cắt vải xốp thành hình chiếc nón đơn giản như thế này đây. Dùng hai sợi dây kẽm màu dán vào hai bông tròn đã chuẩn bị. Sau đó dán vào phần nón vừa làm ta được chiếc nắp của hũ kẹo. Vậy là xong. Việc cần làm là bây giờ chúng ta cho những viên kẹo ngọt ngào và đặt lên bàn làm việc của các bạn thôi. Chiếc lọ xinh xắn này sẽ tô điểm thêm cho căn phòng trong những ngày Giáng sinh và mang đến sự ngọt ngào cho bạn. Nào, hãy trổ tài làm cho mình một chú người tuyết đi. Chúc các bạn thành công nhé. Trời ơi, chàng biến cái hồ cá của thiếp thành cái hũ đựng kẹo này sao? Chàng làm như vậy rồi thiếp biết sống ở đâu đây? Trời ơi, kẹo gì mà ngon quá vậy? Kẹo cá nhân chiên. Trời ơi, càng kêu thiếp ăn thịt lồng lại kìa. Ngon lắm, nó ăn hai viên rồi kìa. Nhưng mà ngon thiệt. Cái này mua đâu hả? Cái gì? Cái hũ làm. Hũ làm, đụng nó có hũ cũng đẹp nữa hả? Ừ, đúng rồi. Tối luôn. Mấy chàng cho thiếp nguyên hũ kẹo này được không? Cho nguyên hũ luôn á. Thiếp không? Thiếp. Cho thiếp hả? Ừ. Cảm ơn chàng. Vậy thì từ nay thiếp sẽ ở lại đây với chàng suốt cuộc đời này. Ok. Nấu cơm cho chàng, ủi đồ cho chàng. Nè, chàng coi nè, cái áo thiếp vừa ủi đẹp lắm, thành một cái áo mới luôn đó. Nè. Trời đất ơi, chàng có sáng tạo quá. Dạ. Cái áo mà chính giữa có nguyên cái hình mặt trời luôn kìa.